nó không giống thịt gà nữa rồi. Ăn nó giống thịt heo quá. Không giống thịt heo đâu. Không có trái cây, không có ớt, không có gì hết vậy trời. Mày muốn gì? Ớt. Ớt. Được không? Dạ thiên nhiên luôn. Trái cây tráng miệng đó hả? Ờ, nó tráng miệng mà. Ai ăn rồi dứt hả? Ờ, dứt hả? Trả liền nữa. À. Không vô cái xong ăn vậy. Ok, thích thì chơi. Rồi, con bạn biến mình liền, biến mình. Đúng không? Kéo kéo xuống, kéo hàng xuống. Kéo hàng xuống. Nè, vô trái cây nè. Chấm với này nè, mắm tôm nè, nó quật quật vô nè. À, đúng nè, ha. Nhai à. Nhai ăn mà. Trời ơi. Trái cây ăn nó đặc sản. Không phải, bạn có đi đái vô đây không mà mình nghe khai khai với nó cay quá. Thường người ta nói ớt đái vô cay lắm. Má thì bạn chưa nữa luôn hả? Cái này là người ta làm gà luộc đó ba. Gà luộc xong người ta lấy nước gà người ta mới cho heo quay. Đúng rồi, chắc chịu quá. Đây gọi là heo gà quay. Anh ơi cái tập về này mắc không anh? Em mua cái tập về giờ để em làm đồ ăn cho vợ em chứ mấy bữa nó bắt em vô bếp không à. Cái này giờ là bỏ vô miệng ăn hay là sao? Hay là mang ra rửa lại rồi luộc? Hả, tao ăn bây giờ bỏ vô nước luôn. Bỏ vô nước nha, bỏ nhai rồi. Cái này cái lờ là cái lòng á hả? Dạ, đúng rồi. Cái lòng, rồi gan, rồi tim, rồi mài, rồi ớt. Ê, ê cái màng á, ê cái màng. Cái lá này giống cái lá mà giống như là địch thúi hả? Không, cái lá không phải, cái lá thú địch cái mà. À, lá thú địch. Thú địch. Cái món này hấp dẫn á, nhưng mà có gà không? Con heo này nào nó có ở nhà bên bển làm bếp nuôi có cho nó ăn thịt gà không? Có. À vậy là heo gà chính chung hả? À có. À, chụp hình hả? Chụp hình rồi mang về đi, anh đâu ăn được tại vì chỉ mang lên chụp hình thôi mà. Trời vui quá. Có cần cho đưa mặt vô không? Giống đưa cái mặt không á. Không chữa anh đứng chỉnh quả này. Vô rồi. Thôi mừng lên chụp hình. Chè bỏ bình me hay gì vậy? Trời ơi, mình quý lắm nha. Cái ớt này ổng tiểu xong ổng chưa rửa lại ổng bắt mình ăn. Thì còn bạn kìa. Thôi mình làm miếng cho anh em coi chơi nè. Chấm vô mắm nêm nè. Đáng hút cả chén lịch sự mà không sao mình dứt mình luôn. Dứt miếng lá thu địch nè. Ngon. Heo tập làm cái mẹt ngon, chở nguyên cái lu lại cắt cắt ra bỏ nồi bỏ lẩu nữa mà không có gà